lực lượng Ukraine tích cực phản công ở Bakhmut, trong khi lãnh đạo Wagner thừa nhận Nga đang mất dần các khu vực ở thành phố này. Theo trang tin Avia Pro, các phóng viên chiến trường Nga đưa tin về việc quân đội Ukraine tăng cường tấn công theo hướng Bakhmut. Theo dữ liệu do các phóng viên chiến trường Nga Alexander Simonov và Yuri Kotenov cung cấp, quân đội Ukraine đang phản công theo hướng khu định cư Klitschivka và Yagodnoy. Tin tức không mấy tốt lành tiếp tục gửi đến từ hướng Bakhmut. Tính đến 17 giờ 50 giờ Moscow, các vị trí ở hai bên sườn đã bị mất, phóng viên chiến trường Kitten cho biết. Phóng viên chiến trường Alexander Simonov trích dẫn thông tin tương tự, nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang chuyển sang các hành động phản công. Các đơn vị thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới số 4 của lực lượng vũ trang Nga đã rời khỏi vùng lãnh thổ phía tây nam Ivanovsky rộng tới 3,5 km. Các đơn vị của lữ đoàn súng trường cơ giới hóa số 4 và lữ đoàn súng trường cơ giới hóa số 374 cũng rời khỏi vị trí của họ tại thành trì của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía tây bắc Klitschivka. Ngoài ra, đối phương nỗ lực đột phá về phía đông của Bogdanovka, Simonov cho biết thêm. Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Nga Wagner, Yevgeny Prigorin, hôm 11 tháng 5 tiếp tục thừa nhận các khu vực nơi các chiến binh Wagner từng gánh chịu tổn thất nặng nề để giành quyền kiểm soát xung quanh thành phố Bakhmut hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine. Tình hình ở sườn phía tây đang diễn biến theo kịch bản tồi tệ nhất được dự đoán. Những vùng lãnh thổ mà các đồng đội của chúng tôi đã phải đánh đổi bằng máu và sinh mạng để mỗi ngày tiến thêm hàng chục hoặc hàng trăm mét trong nhiều tháng, bây giờ gần như bị bỏ rơi mà không có bất kỳ cuộc giao tranh nào của những người đáng lẽ ra phải chấn giữ hai bên sườn của chúng tôi, ông Prigorin thông báo trên Telegram. Theo một blogger quân sự nổi tiếng của Nga trong khu vực, nhiệm vụ bảo vệ các sườn xung quanh Bakhmut đã được giao cho các lực lượng chính quy của Nga, trong khi Wagner củng cố sự hiện diện của mình trong thành phố. Một chỉ huy Ukraine ở khu vực Bakhmut hôm 10 tháng 5 cho biết các đơn vị Ukraine đã tấn công vào sườn của quân đội Nga và đối phương đã rút lui. Tuy nhiên, Taras Dayak thuộc nhóm chiến thuật Kapaska Zik nói với Radio Liberty rằng tình hình vẫn rất khó khăn, căng thẳng và đôi khi mất kiểm soát. Các lực lượng Ukraine có khả năng đã tiến hành các cuộc phản công thành công với quy mô hạn chế ở phía bắc Khromup ngay phía tây Bakhmut và phía tây bắc Bilahora tây nam Bakhmut và đạt được những tiến bộ nhỏ ở những khu vực này, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ. Người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner gần đây thông báo lực lượng Wagner đã kiểm soát 95% diện tích Bakhmut và sẽ rút quân khỏi Bakhmut sau nhiều tháng tham chiến cùng quân đội Nga. Lý do ông Prigorin đưa ra là Wagner không được cung cấp đầy đủ đạn dược khiến họ chịu tổn thất lớn ở Bakhmut. Politico dẫn hai nguồn tin quan chức cấp cao Mỹ cho biết, lực lượng Wagner vẫn chiến đấu ở Bakhmut và chưa có dấu hiệu rút quân. Các nguồn tin cho rằng Wagner không có ý định rút quân và mục tiêu của ông chủ Wagner chỉ đơn thuần là kích động phản ứng ở Moscow và buộc Bộ Quốc phòng Nga gửi thêm vũ khí.